Audio Jump. Hey yo, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một trang web lưu trữ khá là hay. Nó sẽ giúp các bạn giải quyết được cái vấn đề về lưu trữ của mình khá là tiện lợi. Và cái trang web này mình thử tốc độ tải lên và tải xuống của nó cũng khá là ổn và khá là nhanh. Thì ưu điểm lớn nhất của cái trang này đó là các bạn có thể lưu trữ không giới hạn và các bạn có thể tải xuống không giới hạn băng thông. Tức là các bạn muốn tải lên bao nhiêu tùy thích và các bạn tải về vô tư, không bị giới hạn băng thông như các dịch vụ lưu trữ miễn phí khác. Và hơn nữa, một cái điểm rất là hay của cái trang lưu trữ này đó là các bạn có thể kiếm được tiền từ những cái lượt tải xuống đó. Vừa miễn phí mà vừa được tiền nữa. Mình nghĩ không có lý do gì các bạn không đăng ký một cái tài khoản ở trên đây cả. Thì cái trang web này thì nếu các bạn đủ 25 đô thì nó sẽ cho các bạn rút về tài khoản của mình tính theo những cái lượt tải xuống các bạn á. Thì giá của những cái lượt tải xuống bao nhiêu thì lát nữa mình đăng ký vào thì nó sẽ hiện ra giá cụ thể mỗi lượt click các bạn sẽ được bao nhiêu đó. Thì bây giờ mình sẽ đăng ký cho các bạn xem nha. Cái này mình có thể đăng ký nhanh bằng cách đăng ký thẳng vào tài khoản Google luôn cho nó nhanh. Đây mình sẽ chọn tài khoản của mình. Ok, vậy là chúng ta đã đăng ký thành công thì rất là nhanh chóng. Thì sau khi vào được đăng ký thành công thì chúng ta sẽ vào được cái mục như thế này. Và phần bên trái của chúng ta là cái phần menu điều khiển. Còn cái phần này là phần dashboard, tức là những cái phần mà nó sẽ tổng tiền các bạn trong những cái lượt download của các bạn, nó sẽ tổng ở đây. Các bạn có thể xem ở đây. Và đây là cái mục report. Có thì không có được, mình vào file nha, chủ yếu là cái file này thôi. File với dashboard thôi. Trong phần file này thì chúng ta có thể upload bình thường hay tạo thư mục, mình thể upload nha. Thì upload khi các bạn bấm vào đây á, thì các bạn có thể run work file vào, tức là các bạn có thể thảy file vào cái ô này, nó sẽ upload trực tiếp lên. Còn không thì các bạn có thể click vào đây đó, các bạn chọn file các bạn tải lên. Và có một cái điều rất là hay của cái trang lưu trữ này đó là các bạn có thể chuyển file từ bên Google Drive qua rất là nhanh. Các bạn chuyển cái file dù bao nhiêu GB nó chuyển là tích tắc luôn. Đây mình sẽ thử chuyển một file nha. Các bạn chỉ cần copy cái link và các bạn add link và tự động nó sẽ chuyển qua cái Google Drive của mình. Các bạn mà muốn upload mà gọi là nhanh mà max speed luôn á thì các bạn up lên Google Drive và sau đó các bạn qua bên thằng em xe này, các bạn dán link vào, các bạn chuyển qua bên đây là cực kỳ nhanh luôn đó. Không tích tắc không, mình chỉ bấm vào đây, mình bấm cái này đó, vậy là nó chuyển xong cho mình rồi, có link luôn, cực kỳ là nhanh. Các bạn muốn tải lên mà gọi là nhanh nhất luôn á là phải chạy vào Google Drive và các bạn chuyển qua đây. Thực sự là bên đây nó chuyển cũng tương đối khá là nhanh rồi, nhưng mà các bạn muốn là gọi là max speed luôn á thì qua đây các bạn chuyển xong, các bạn đây các bạn upload từ bên Google Drive qua, tuyệt vời luôn. Cái này các bạn để lưu trữ như video như mình làm YouTube thường á thì mình sẽ lưu trữ những video gốc lên trên đây. Hoặc là các bạn lưu trữ những cái phần mềm thì nó nặng quái quá, hay là Premiere hay là cái phần mềm bạn thích mà nó nặng quá, các bạn có thể để lên đây để các bạn lưu trữ. Hoặc là các bạn backup thêm một cái file trên đây để cái gọi là an toàn hơn, một cái file ở dưới là một cái file trên này. Thì ưu điểm đó là không giới hạn nên các bạn có thể lưu thoải mái và tùy thích. Thì phần hướng dẫn của mình đến đây kết thúc nha. Các bạn có thể click vào cái link mình để bên dưới để các bạn có thể đăng ký nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Bye.